Ferenc Puskás, sinh ngày 2 tháng 4 năm 1927, mất ngày 17 tháng 11 năm 2006, là một cố cầu thủ và là một huấn luyện viên bóng đá người Hungary. Với biệt danh Thiếu tá siêu tốc hay Thiên Nga Trắng, ông là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Hungary và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, xếp thứ 7 trong danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế giới thế kỷ 20 của World Soccer. Ông đã ghi được 84 bàn thắng trong 85 trận đấu quốc tế cho đội tuyển bóng đá quốc gia Hungary, cùng với 4 trận dưới mang áo đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha, và 511 bàn thắng trong 533 trận đấu trong các giải vô địch Hungary và Tây Ban Nha. Mặc dù không có được những yếu tố cần thiết mà một tiền đạo điển hình cần có như là chiều cao, khả năng tranh bóng trên không, nhưng bù lại, Puskás lại sở hữu một cái chân trái vô cùng khéo léo cùng tốc độ của một chiếc phi cơ. Kỷ lục ấy được Puskás giữ suốt thế kỷ trước và chỉ bị phá vỡ bởi tiền đạo người Iran Ali Daei vào năm 2003. Cầu thủ này ghi được 109 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, nhưng cựu cầu thủ của Bayern Munich phải mất đến 149 trận đấu. Khi nói về thành công của cá nhân, Puskás đã rất khiêm tốn khi cho rằng chính những đồng đội của ông mới là ngọn nguồn giúp ông được vinh danh trong lịch sử bóng đá. Quả thực, thế hệ vàng của Hungary đã sản sinh ra những cá nhân tài năng như Zoltán Sipor, Josip Pósic, Sandro Kocsis và Nando Hideguti. Đặc biệt, khi hầu hết các đội bóng bây giờ còn chơi khá hoang dại với sơ đồ chiến thuật gồm hầu hết là các tiền đạo, thì Hungary đã biết áp dụng phong cách khoa học vào lối chơi. Và đây là ngôi đền huyền thoại Ferenc Puskás. Cuộc đời. Có những cầu thủ mà ngay cả Johan Cruyff hay Franz Beckenbauer cũng luôn xem đó là thần tượng. Còn Ronaldo và Ronaldinho luôn nép mình kính phục khi được diện kiến, đó là Ferenc Puskás, huyền thoại bóng đá mới. Ferenc Puskás là một thiên tài vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới. Có không ít người lầm tưởng ông chỉ vang danh khi gia nhập câu lạc bộ Real Madrid. Nhưng thực tế, tên tuổi của huyền thoại này đã được biết đến khá rộng rãi từ khi còn thi đấu cho Hoven Kispet, đội bóng giao truyền thống nhất của Hungary. Trong thập niên 50 thế kỷ trước, cùng với các đồng đội tài năng ở đội tuyển Hungary như Zoltán Sipor, Sandor Kocsis, hai cựu ngôi sao của Barcelona, Josip Pósic và Nando Hideguti, Ferenc Puskás với tư cách là thủ quân đã tạo nên một đế chế hùng mạnh mà hiếm thế lực bóng đá từ cổ chí kim nào có thể sánh được. Sau những biến động chính trị năm 1956 ở Hungary, ngôi sao có biệt danh thiếu tá siêu tốc đã chuyển tới sinh sống tại Tây Ban Nha. Và từ đây, Ferenc Puskás đã trở thành một phần vô cùng quan trọng của đế chế mới ở đẳng cấp câu lạc bộ có tên Real Madrid, nơi ông được vinh danh cùng các ngôi sao sáng nhất như Gento, Copa hay Santa Maria. Nổi tiếng với những cú sút chân trái mạnh thần sầu và tốc độ cực nhanh, Puskás thực sự là một cỗ máy ghi bàn hiếm thấy trong lịch sử bóng đá. Ông từng có 4 lần giành danh hiệu vua phá lưới giải vô địch Hungary. Trong đó, riêng năm 1948, ông trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất châu Âu. Khi còn phục vụ cho Real Madrid, Puskás cũng có 4 lần đoạt giải thưởng PGG, vua phá lưới La Liga, và từng ghi 7 bàn thắng trong 2 trận chung kết cúp C1. Sau khi giải nghệ sự nghiệp cầu thủ đầy vinh quang, Puskás đã đạt được không ít thành công trong sự nghiệp huấn luyện viên. Điển hình nhất là năm 1971, khi ông đưa câu lạc bộ ít tiếng tăm là Panathinaikos của Hy Lạp lọt vào trận chung kết cúp C1. Chỉ tiếc rằng đối thủ cuối cùng lúc đó là Ajax đã quá mạnh với thế hệ Johan Cruyff. Ở Hungary ngày nay, để tưởng nhớ ông, một sân vận động nằm tại thủ đô Budapest đã mang tên Ferenc Puskás. Nhưng có lẽ không có giải thưởng nào xứng đáng với huyền thoại này hơn ngoài hai danh hiệu cầu thủ vàng của bóng đá Hungary qua nửa thế kỷ, trao tặng trong lễ kỷ niệm đặc biệt của UEFA năm 2003, và cầu thủ xếp thứ 6 trong danh sách các ngôi sao bóng đá của mọi thời đại do Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá quốc tế IFFHS bình chọn. Nguồn gốc của biệt danh thiếu tá siêu tốc. Puskás khởi nghiệp với tư cách là cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Kispet, nơi cha ông làm huấn luyện viên. Ban đầu, trước khi ký hợp đồng chính thức vào năm 12 tuổi, huyền thoại này đã phải chơi dưới cái tên bí mật Mikolas Kavas,
Cùng gia nhập Kickstart với Buzzcut còn có bạn thân thuở nối khố là Josep Busic, cầu thủ mà sau đó cũng trở thành một phần quan trọng của đế chế bóng đá Hungary. Năm 1949, được Bộ Quốc phòng Hungary tiếp quản, AC Kispest trở thành đội bóng quân đội với cái tên mới là Hovas Kispest. Vì các thành viên cũng được coi như là một quân nhân, nên chẳng mấy chốc nhờ thành tích đá bóng xuất sắc, Buzzcut được thăng hàm thiếu tá. Và biệt danh thiếu tá siêu tốc cũng ra đời từ đó. Do có thể tuyển quân từ nguồn lính trẻ nhập ngũ, Hovas tập hợp được vô số tài năng của bóng đá Hungary. Trong số này có cả hai ngôi sao Zoltán Sipor và Sándor Kocsis. Cùng với họ, Buzzcut đã giúp câu lạc bộ giành được 5 chức vô địch quốc gia. Ngoài ra, ông còn giành 4 danh hiệu vua phá lưới ở các mùa bóng 1947, 1948, 1949, 1950, 1950, 1951 và 1952, 1953 với số bàn lần lượt là 50, 31, 25 và 27. Nếu chỉ tính mùa bóng 1947, 1948, Buzzcut là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất tại mùa giải vô địch quốc gia thuộc châu Âu. Đế chế bóng đá Hungary. Khoác áo đội tuyển quốc gia lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 8 năm 1945, khi mới hơn 18 tuổi, Buzzcut đã khởi đầu sự nghiệp quốc tế vĩ vang của mình bằng cách ghi bàn trong trận đè bẹp áo 5-2. Từ đây, ông trở thành cỗ máy dội bom không thể ngừng lại của đoàn quân được mệnh danh những phù thủy Magyar. Tính tổng cộng trong 85 lần khoác áo tuyển Hungary, Buzzcut đã có 84 lần phá lưới đối phương, một kỷ lục nếu xét về tính hiệu quả. Cùng với Zoltán Sipor, Sándor Kocsis, Josep Busic và Nando Hidekuti, chàng thủ quân còn có biệt danh khác là người Anh nhỏ, đã làm nên một đội tuyển quốc gia mạnh khủng khiếp trong lịch sử với chuỗi 32 trận bất bại liên tiếp. Cho đến nay, đấy vẫn là một kỷ lục hầu như không thể phá vỡ. Trong hành trình đoạt chiếc huy chương vàng Olympic năm 1952, có thể vào nhiều chức vô địch thế giới không chính thức vì các nước đều cử đội tuyển quốc gia, Hungary đã đánh bại ứng cử viên đăng ký là Nam Từ bằng tỷ số 2-0 trong trận chung kết diễn ra tại Helsinki, Phần Lan. Buzzcut đã ghi 4 bàn ở giải này, trong đó có bàn mở tỷ số trận quyết định tranh huy chương vàng. Một trong những chiến tích đáng kể nhất của đế chế Hungary là đã dạy hai bài học cho đội tuyển Anh, nơi vẫn được xem như là quê hương của bóng đá. Trận thứ nhất diễn ra tại Wembley năm 1953 đã kết thúc với tỷ số 6-3 nghiêng về đội khách. Và trong lần quyết phục thù của đoàn quân Ba Sư Tử tổ chức Budapest một năm sau, Hungary thậm chí còn thắng thuyết phục hơn 7-1. Với hai bàn thắng trong mỗi trận đấu, Buzzcut trở thành nỗi ám ảnh xen lẫn thán phục của người dân xứ sở sương mù. Trong năm 1953, Hungary cũng thêm cúp Dr. Giro, một danh hiệu dành cho các đội tuyển thuộc khu vực Trung Âu. Giải đấu bắt đầu từ năm 1948 và kéo dài suốt 5 năm. Cuối cùng, Hungary đứng đầu với 11 điểm. Buzzcut kết thúc giải cùng danh hiệu vua phá lưới 10 bàn, trong đó có 2 bàn giúp Hungary đoạt cúp bằng trận thắng Italy 3-0 ngay tại Rome. Chuỗi 32 trận bất bại của đế chế Hungary chỉ bị chấm dứt bởi trận thua 2-3 trước Đức ở chung kết World Cup năm 1954. Trong trận đấu này, do bị chấn thương từ trước, Buzzcut đã không đạt phong độ tốt. Mặc dù vậy, đích thân ông đã mở tỷ số ở phút thứ 6. Bước ngoặt đời cầu thủ. Năm 1956, Hovas tham dự cúp C1 gặp Athletic Bilbao ở vòng đầu tiên. Trong khi để thua 2-3 trên sân khách, thành phố đóng đô của câu lạc bộ ở quê hương, thủ đô Budapest đã trở nên hỗn loạn vì bất ổn chính trị. Sau khi phải trả giá vì quyết định chọn sân trung đập Hacı để thi đấu trận lượt về, hòa 3-3 và Hovas bị loại bằng kết quả chung cuộc 5-6. Các cầu thủ đã không chọn con đường trở về, họ tập hợp gia đình, bất chấp lệnh cấm của FIFA cũng như Liên đoàn bóng đá Hungary để tổ chức chuyến thi đấu vòng quanh thế giới tới Italy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Brazil. Sau khi trở về lại châu Âu, Hovas hùng mạnh đã tan đàn xẻ nghé. Một số cầu thủ trong đó có Busic trở về Hungary, trong kỷ số còn lại bao gồm cả Sipor, Kocsis và Buzzcut đã đầu quân cho các câu lạc bộ ở Tây Âu. Ở tuổi 29, đời cầu thủ của Buzzcut tưởng chừng như sắp đi xuống bên kia sườn dốc, lại bước sang một trang mới vĩ vàng hơn. Real Madrid.
quãng thời gian hòa nhập với cuộc sống mới không thực sự suôn sẻ đối với thiếu tá siêu tốc. Sau vài trận thua thiệt ở Espanyol, Puskás đã bị Liên đoàn bóng đá châu Âu cấm thi đấu 2 năm vì quyết định từ chối trở về Hungary. Khoảng thời gian thử thách này thực sự vất vả đối với cầu thủ đã đi quá nửa sự nghiệp. Anh phải lang thang Tây Áo rồi sang Italy, nơi có tình Juve và Milan muốn kiểm chứng tài năng của ngôi sao hay nhất Đông Âu. Nhưng cuối cùng, chẳng biết bằng cách nào và quyết tâm lớn đến đâu, Real Madrid dũng cảm ký hợp đồng với lão tướng 31 tuổi. Đó là một tân binh vừa trải qua 2 năm trò không được chơi bóng đỉnh cao, nhưng lại là nhân vật chính của một trong những quyết định đúng đắn nhất mà câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha từng đưa ra. Trong 8 mùa bóng khoác áo kình kình trắng, Puskás đã ghi được 156 bàn trong 180 trận tại La Liga. Về khoản danh hiệu nội địa, ngoài 5 chức vô địch Tây Ban Nha liên tiếp 1961 đến 1965, thiếu tá siêu tốc còn sưu tập thêm 4 giải thưởng BCC, vua phá lưới ở các năm 1960, 1961, 1963, 1964 khi đã 37 tuổi, với số bàn thắng lần lượt là 26, 27, 26 và 20. Tại đấu trường cúp C1, tuy gánh nặng tuổi tác đè chặt, nhưng Puskás vẫn kịp chơi 39 trận và ghi được 35 bàn. Đáng kể nhất trong số này là 7 lần lập công bàn thắng ở hai trận chung kết. Đầu tiên là mùa bóng 1959-1960, thời điểm ông bùng nổ cùng Di Stefano giúp câu lạc bộ đè bẹp Frankfurt 7-3. Puskás ghi 4 bàn, Di Stefano ghi 3 bàn. 3 bàn còn lại được ông ghi trong trận chung kết diễn ra 2 năm sau, khi Real bị Benfica đánh bại với tỷ số 5-3. Tuy chỉ giành một chiếc cúp C1 cùng Real, nhưng tên tuổi của Puskás vĩnh viễn được xếp vào hàng ngũ huyền thoại của câu lạc bộ này, cũng như trong lịch sử bóng đá châu Âu. Trên mặt trận quốc tế, thiếu tá siêu tốc còn có 4 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng không ghi được bàn thắng nào. Đó là lúc tuổi tác đã lấy đi của Puskás những tố chất tinh túy nhất. Sơ lược bản thành tích đời cầu thủ của Ferenc Puskás. Với đội tuyển Hungary, huy chương vàng Olympic năm 1952, cúp Dr. Gero, ở Hovan Kispet, 5 chức vô địch Hungary, ở Real Madrid, 5 chức vô địch Tây Ban Nha, 4 giải thưởng BCC, 1 cúp C1, 1 cúp liên lục địa năm 1960 và 1 cúp nhà vua. Điều đáng tiếc nhất với Puskás là chưa giành được danh hiệu quả bóng vàng châu Âu, mặc dù ông rất xứng đáng với giải thưởng này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Nếu anh em thấy hay thì anh em hãy like, share và subscribe để cho mình có động lực để làm về những huyền thoại tiếp theo. Và anh em muốn mình làm về những huyền thoại nào thì hãy comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.